Chào anh em đam mê bonsai nhá. Nay mình review cho anh em xem một cái trụ đá rất là nghệ thuật này. Các cái lớp trầm tích của nó gắn như này. Phải nói là một phiến đá rất là nghệ thuật. Mình thì có sưu tầm được khá là nhiều đá. Những cái trụ đá này các bạn nhìn đây. Đá tổ ong rất là đẹp này. Đây cũng là đá trụ đá trầm tích này. Nhưng mà cái vỉa này là mình mua về là bị rời ra, thế là mình gắn xi măng, quyết định là nó không hợp lý. Mình tìm được một cái trụ này, trụ này nó ở trong những cái vách đá đấy, cái núi đá nó giỏ giọt, bắt đầu nó tạo ra những lớp trầm tích màu trắng nha, nhìn nó rất là đẹp. Hơn nữa là cái cơ bản đấy là ngày hôm nay là mình chia sẻ với các bạn về cái cây cái túc búp đỏ Cao Bằng. Đây là cái cây này là hôm trước mình mua là nó cao, thế là mình mới cắt cái đầu đi, các bạn nhìn này. Cắt cái đầu đi, mình chuyển hướng để cho nó thành một cái cây. Thế thì hôm nay cũng nhân tiện để mình chia sẻ cho các bạn xem. Đây nhá, đây là cái cục đá này, đây là một cây phôi. Thì mình tính là mình sẽ ép ấy. Ép cái chân rễ vào đây. Đấy. Để buộc buộc cái tác phẩm này nó đứng như này. Đây. Nó sẽ ôm vào cái trụ đá này như này. Đấy. Để cho nó ôm vào một cách tự nhiên. Các bạn thấy không? Mình có một cái bìu ấy. Cái cạnh đường nhé, để mà để cái trụ của nó phải hơi nghiêng nghiêng theo cái chiều của cái phôi, thì sau này khi mình dâm ủ thì mình sẽ cố tình mình dâm cao như để cho cái rễ rễ nó ăn ăn sang cái vách đá này. Đấy, mình sẽ buộc ghép vào như này để cho nó thành một tác phẩm ôm đá tự nhiên. Dùng sợi kẽm này để mình buộc luôn. Dùng kẽm để buộc luôn cho nó cố định vào đây. Mình gá cố định vào đây nhé. Cây này cây được chắc chắn ở trong cái vị trí này. Chế cái thân này, này nó nằm chắc chắn vào cái vị trí này. Ok đấy, chiều dài của dây kẽm này là đủ để cho một cái cạnh này đầu tiên. Xong một cái bên trên là chuyển sang cái bên dưới. Đây, phần bên dưới này thì mình luồn qua để mình khống chế nó lại. Đấy, như các bạn nhìn thấy là mình cũng đang gọi là cố gắng bằng
bằng mọi cách để cho nó được chắc chắn. Nói chung là không cần phải chắc lắm đâu, nhưng mà gọi là nó cũng phải cố định được vào. Đấy. Sau khi mình xử lý xong vào cái trụ đá như này, kiếm một cái chậu để dâm ủ, chậu và chất chậu. Chúng tốt sơ dừa này, đây nhá. Đấy. Mình cũng có một cái chậu rồi, đấy, bằng thấu đốt với sơ dừa với lại đất ủ mục, đặt cái cây vào, đấy, đặt cây vào như này, và cái phần còn lại này mình cũng sẽ bóp đều lên và mình phủ vào. Rất đơn giản anh em. Nói chung là cái dòng túc này nó cũng dễ sống. Cái thứ hai là để một cái chất dâm ủ này, mình đã nghiên cứu rất kỹ rồi, nên là tỷ lệ sống của các cái dòng cây qua không có bầu rễ rất là cao luôn. Đấy. Sau khi đất làm xong nó tơi xốp như này, chỗ đốt sơ dừa, chỗ tươi và một ít đất sạch của mục rất là thông thoáng tơi xốp, cho nên là cái bộ rễ khi mà cái cây nó phát triển, cái bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Đấy. Như thế này sao mà chết được. Những cái dòng cây nó dòng cây khó tính bằng mấy là cũng sống anh em nhé. Đấy. Đấy, sau khi mình xử lý xong thì mình sẽ tận dụng cái lỗ ít rễ của nó. Đây là cái số nước ngâm ít rễ mình rội trực tiếp lên trên cái đỉnh ngọn cây. Đấy. Mình sẽ rội trực tiếp lên trên đây. Đấy, các bạn có thể quan sát. Đấy.
Thông thường thì một cái chậu như này các bạn cứ dọn khoảng hai cái gáo ở đây là mình nghĩ là ok, là thoải mái. Chỉ cần hai cái gáo này là thoải mái. Rồi rơi vào tầm 3-4 lít nước rất là dễ. Các bạn thử lắc như này cho nó các cái chất chồng nó chất đủ và nó chặt vào cái bộ rễ. Khi mà rễ nó phát triển ra là nó sẽ thích nghi với cái môi trường dinh dưỡng ở trong cái đất này và nó phát triển một cách mạnh mẽ. Đấy, chỉ cần hai gáo thôi là cũng đã thoải mái rồi. Đây, mình sẽ dùng cái than này mình ngâm vào cái kích rễ và mình ủ nha. Mình bó cái phần chân rễ này. Đây, mình bó phần chân rễ với cái tảng đá này lại với nhau này để cho nó mục đích của nó là giữ ẩm. Đấy, cái cây này nó ôm vào cái cục đá này rồi và cái bầu này thì nó cũng đã được xử lý, chất chồng mình đã xử lý xong. Đấy, sau khi các bạn làm xong thì các bạn dùng cái túi ni lông này các bạn chùm lại. Chùm lại để cho nó giữ ẩm, chùm lại giữ ẩm để cho nó nhanh phát triển, nó nhanh ra mầm. Đấy, khi nào nó ra mầm thì nó sẽ tăng lọc ánh sáng tự nhiên và nó sẽ nuôi cái bộ rễ để nó sẽ ăn ra ngoài cái chất chồng. Vậy là xong. Mình bê ra ngoài chỗ mát như này. Đây. Cây thanh dương này khả năng mình cũng phải bỏ cái túi lông này ra mà thôi, chưa bỏ vội. Mình sẽ vén vén nó lên rồi mình tưới cho nó một ít nước kích rễ này vào. Cây thanh hương này hôm trước là mình review cho anh em xem ấy. Đây nhá. Hơi vén lên tí để lấy chỗ tưới. Đây vào. Mình ủ rêu và mình phải chịu có tưới kích rễ vào cho nó giữ ẩm vì cái cây này là mình ép ở trên một cái chậu gọi là một cái chậu thấm thủy nên là cái đất, cái tỷ lệ đất trồng ít, đa phần là nó giữ ẩm ở cái rêu này để nó ngấm kích rễ vào. Nhưng mà chịu khó tưới nhiều hơn, chịu khó tưới kích rễ nhiều hơn một chút so với những cây thông thường. Đây, mặc dù là nó chảy ra ngoài nó lãng phí nhưng mà mình vẫn cứ phải
vẫn cứ phải chăm sóc như thế. Đây này, các bạn nhìn này, những cái cây si mình ghép vào đá này mọc dã man này, đà cái bụi si các bạn vất vả tốt ung si si hồng cánh sen này, bẻ to cũng đầy một cái chậu. Chào anh em nhé, anh em thấy hay hữu ích thì đăng ký ủng hộ kênh.